Rồi chào mọi người nha. Nay anh em mình đi thu hoạch dâu các bạn ơi. Ủa chết, đường này đường cùng. Rồi đường cùng mình ơi. Đường bên kia rồi. Cái mít này trời đã kìa. À giờ chạy bánh trái chín này chị mình. Mít này giờ trồng kiển á chứ ăn uống gì. Ủa coi đẹp kìa. Trái khủng khiếp không? Mặn ngon không? Mặn này quá ngon. Mặn trắng này còn gì bằng. Nè góc dâu rồi Bình. Khoe không? Chết cha trời, tao mày đâu biết dâu nào chín đâu nào không chín trời. Ăn thử. Thôi ra ngoài kia. Cái gì? Ừ. Dâu rồi. Tới luôn. Ngon. Ngay hả? Dâu xanh nha các bạn. Quá ngọt. Ngon dữ trời. Đây là cây măng cục. Dâu này nè anh ơi. Măng cục bạn, măng cục chưa có chín. Măng cục mới có trái hơi hơi vậy nè. Nửa gỗ măng cục vô bé măng cục ngon. Trời. Trái này là bẻ được rồi nè các bạn. Măng cục rồi nè. Bẻ vô cái để vài bữa. Ê rồi. Để vài bữa chín nè. Dâu nè. Thì mày ăn thử ơi, mày kiếm mấy trái bự mày ăn thử ơi, ngọt không? Ngọt thì mày bẻ. Tao quay phim mà. Đang giới thiệu sản phẩm. Ôi măng cục nè bạn. Trái quá sướng rồi. Ăn bẻ trái bự mày ăn thử đi. Ngọt hả bẻ? Tại sợ cây nó chưa có tới lứa. Ngọt rồi. Ủa ta dâu gì mà sao chỉ ba chê xấu trời. Trái đó không đều rồi. Nhiều khi năm nay không có giá rồi ông mừng ông bỏ ông không. Ông không chăm sóc. Quá nhiều. Trời ơi ok. Tao mày bẻ ăn cây này đuối luôn rồi nè. Ngon không? Dữ lắm ngọt. Dữ lắm ngọt hả? Rồi quất đi. Rồi bẻ đi, bẻ đi. Bẻ đi. Bẻ đi quay chút quay. Hay để vô xô ta. Hay để vô bọc luôn. Thành bọc có đi Bình. Quá ngọt. Quá ngọt rồi vô lúc đi. Một cái bọc ra. Ơi coi nè mấy bạn ơi. Gì chắc gom nguyên đống rồi giật luôn á. Giật á, giật cuốn á. Tao bẻ tao để cuốn rồi mà. Thành bọc ra Bình, thành bọc ra đi. Bẻ mẹ đi non chịu thôi biết sao giờ. Quá ngon. Dâu này chắc năm nay nó không có giá rồi, ông mừ ông bỏ phế rồi bạn. Nhà mình bán trái cây, mình hỏi chị ba, không chị ba nó không có căng. Nó dâu năm nay xấu quá. Tại nhà mình bán hàng lựa mấy bạn. Trái cây lựa, trái cây phải đẹp mới được. Ồ. Trời ơi, này tao mày bẻ chục ký rồi, có bao nhiêu đâu Bình. Cây này có 100 ký á. Thấy rồi, coi nè ông nội vô. Nhức nát. Thử trái băng cục á. Ừ, khùng. Tầm 7 không à. Không có hư. Nè ăn đi. Mày bóp đủ, mày bóp cái trái xì mũ vô cái muối của người ta mày ra là hư. Trời trời. Cái băng cục gì mà nói hư ông nội ơi. Ăn cái mình té đái mới sợ. Ngon. Măng cục mới bẻ xuống là ngon nhất luôn mấy bạn. Cái mấy bạn ăn ở chợ là người ta đã để mấy ngày rồi. Nó đã khô cái da rồi thôi. Ôi kìa. Này lẽ tao mà đi vét măng cục mình. Mà ông Mự nói chưa nhiều sao vét.
Gì vậy? Chát phải không? Tại mày đè cái vỏ, mày bóp cái mũ nó xịt vô cái muối. Trái nhóc trơn luôn rồi. Mà chưa có chín. Này chắc cỡ 1 tháng nữa. Đây phát hiện được rồi, mấy cây mẫn cầu Thái nè bạn. Ông Mự ông chồng mà ông bỏ phế nè. Na Thái á. Nhìn cái trái là biết liền rồi. Đây, bình bình cho nó chín cho nó bình cho nó chín nè bình. Để nó bóp cho. Mày bóp không? À cho nó chín. Da nở hết trơn rồi nè. Ờ chưa chín mày. Chưa chín. Da nở hết trơn chưa chín rồi. Gán săn trái ăn đi. Kiếm ơi có trái nào nữa không? Nè ông bỏ phế nè cỏ lên láng chân. Cái gì? Ô. Không. Trái măng cầu các bạn. Chưa chín các bạn mà da nở hết rồi nè. Da nở hết kiểu này là về chất vú chất ăn được nè. Cái này tầm khoảng 300 tới 400 gram không. Không ít đâu. Sướng sướng. À. Đây. Cái này em nói. Đâu mượn ơi. Rớt cái cùi luôn hay vậy? Đâu có. Đây còn cùi. Đây, màu này mới bén nha các bạn. Bình bát. Tôi tên Bình, phải ăn bình bát. Nè. Nè. Rồi được rồi. Hai anh em mình nãy giờ bẻ có mấy tay các bạn. Bẻ có mấy tay đó là bọc mình có 5-6 kg rồi. Hai để vô cầu chụp hình cho em. Cho em bát. Rồi vô. Vô bẻ mặn ăn nó tới luôn. Đây trái mít là chắc chín rồi bạn. Thầy bè trái mít thử coi. Ồ cái mít nó đẹp nè các bạn. Đây bẻ cho. Chút mít khủng khiếp rồi. Ê chuột ăn chắc chín quá ta. Ê chín rồi bạn ơi, vô bẻ đi Bình, vô bẻ đi Bình. Chín rồi. Bỏ dép đi. Cho chân nhớt hả? À. Chín rồi đó. Cái này mít tu nữ rồi vậy các bạn. Cái nào? Bên này mít tu nữ á. À, này tu nữ nè. Vô khui luôn. Ê, ê, kỹ kỹ. Tu nữ thơm rồi. Còn trái nào không? Còn trái nào không? Rồi. Hơn trái được rồi, vô đi. Thôi được rồi, được rồi. Vô đi, vô đi. Bẻ trái review thôi. Cầm cái xô dưới bọc nha. Rồi, vô. Cây mặn này mới vip nè các bạn. Mặn này mặn vip nè. Mặn này ngon cực kỳ luôn. Nhưng mà bây giờ đâu muốn ăn cây này phải dễ đó bạn. Tại không ai trồng nữa bạn. Giờ là trồng mặn ăn phước. Ăn phước mặn dẹp. Ăn phước mặn dẹp mặn đá. Nhà ở vườn muốn ăn gì có nấy nè. Kỹ kỹ Bình ơi. Rớt trái bự đó. Cải. Thôi được rồi. Mấy trái thôi. Mày ba kỹ kỹ đi về cho bà ăn. Rồi được rồi. Mà đem về trái cho bà ăn. Bây vô, bây vô, bây vô. Ồ, ồ, ngon. Mặn này ăn cái tới luôn á. Vô, vô khui mít mấy bạn ơi. Khui mít, khui mít. Trời. Cái mít nó dữ lắm, nó thơm mấy bạn. Các bạn thử được mùi thơm không? Mít đầu mít này nè. Các bạn thử được mùi thơm không? Chứ mình thử được mùi thơm rồi đó. Kiếm dao khui mình. Rồi cắt đi. Cho mày cắt đó. Thì giờ thôi, giờ thôi. Ừ. Không biết nó thơm phức luôn trời đã. Rồi luôn rồi. Yếu rồi. Yếu này. Kỹ ta. Tại cái mít. Ủa kỳ á. Chưa chín luôn hả? Chưa chín luôn. Ủa sao nó thơm phức à? À. Nãy 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 là người bệnh. Ừ, nãy là gì đó? Ăn được chứ không? Không ăn không hả mày? Không, con lại phải ăn sống sống gì nè. Ngon. Dữ lắm ngon rồi ơi. Lắm ngon luôn á.
Đây. Lại sao? Chết. Này chưa chín nè. Không ơi, tụi hai không mất gì rồi.